Cảm ơn quý vị đã chờ đợi để tiếp tục theo dõi bản tin Hoa Thịnh Đốn. Sau đây kính mời quý vị theo dõi bản tin Thế Giới với Vạn Lý. Vạn Lý xin kính chào quý vị khán giả và sau đây xin kính mời quý vị theo dõi tin Thế Giới. Tin Trung Đông, Tổng thống Assad tiếp tục tấn công phiến quân. Tổng thống Assad đã ra lệnh tấn công tất cả các khu vực do phiến quân kiểm soát nhằm lấn đất, giành dân trước khi hết hạn theo kế hoạch 6 điểm của cựu Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Kofi Annan. Damascus tuyên bố bắt đầu rút quân nhưng tiếp tục tấn công khắp nơi, làm cho 1.600 người tị nạn chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ trong 2 ngày 4 và 5 tháng 4, buộc chính phủ Istanbul xem xét việc thiết lập khu trái độn dọc biên giới. Đã có 40.000 người Syria tị nạn, bạo động trong 12 tháng qua, làm 6.000 người chết, kể cả 2.500 binh sĩ và cảnh sát Syria, theo báo cáo của chính phủ Damascus, so với con số hơn 9.000 do Liên Hiệp Quốc đưa ra. Nga mất kiên nhẫn trước biến chuyển chậm chạp tại Syria nên hứa ủng hộ kế hoạch của Annan. Tuy nhiên, chưa quyết định sẽ chọn hình thức nghị quyết hoặc tuyên bố của Hội đồng Bảo an và bác bỏ ngôn ngữ đe dọa hoặc tối hậu thư buộc Assad ra đi. Mạc Thư Khoa sợ tắm máu khi chính quyền Assad sụp đổ và ngăn ngừa sự can thiệp bên ngoài như từng xảy ra cho Libya. Dầu hỏa và chính trị tại Iraq. Tập đoàn dầu hỏa ExxonMobil ký hợp đồng khai thác dầu hỏa tại khu tự trị của người Kurd ở phía bắc Iraq bị chính phủ Baghdad đe dọa. Exxon đã bị Baghdad không cho tự thầu lại mỏ dầu ở miền nam Iraq cũng như phải ngưng hợp đồng cung cấp nước ngoài. Iraq có khả năng sản xuất 8.5 triệu thùng dầu mỗi ngày, nhưng hiện nay chỉ mới có 2,7 triệu vì hạ tầng cũ kỹ, luật lệ quá nhiều tại mỏ dầu ở miền nam. Trong khi đó, khu tự trị của người Kurd luật lệ nới lỏng hơn nên thu hút được nhiều hãng dầu nhỏ và trung bình. Các tập đoàn lớn chưa muốn dấn thân vì sợ Baghdad trả thù, đền đáp sự phân chia lợi tức dầu hỏa liên quan tới hệ thống chính trị của Iraq. Thủ tướng Nouri al-Maliki muốn làm giảm bớt mức tự trị của người Kurd để ngăn cản dòng Sunni ở miền Trung đòi tự trị. Iraq cần dầu hỏa để phát triển đất nước sau chiến tranh, nhưng Thủ tướng al-Maliki đang làm khó dễ các công ty Tây Phương để chuẩn bị sân chơi cho Iran, Nga và Trung Quốc. Con đường ổn định Iraq bằng thế chế liên bang có hy vọng giảm bớt độc quyền, tránh xung đột giáo phái, dễ cân bằng thế lực tại vùng Trung Đông. Tin Đông Bắc Á, điện hạt nhân Nhật, chính phủ muốn dần chừa, Nhật Bản có 54 lò phản ứng cung cấp 30% điện năng với giá rẻ, sạch, an toàn, được dự trù nâng lên trên 50% vào năm 2030 đã bị động đất, sóng thần, khủng hoảng tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi làm mất tin tưởng. Dự thảo mô hình năng lượng hỗn hợp của chính phủ quy định điện hạt nhân chiếm 35% vào năm 2030 thay vì trên 50%. Hiện tại chỉ còn một lò phản ứng hoạt động nên các nhà máy sản xuất phải làm đêm hoặc cuối tuần, cắt giảm mức tiêu thụ điện 15%, chạy thêm máy nhiệt điện riêng. Giá điện tăng buộc các nhà sản xuất xem xét việc di chuyển ra ngoại quốc có thể gây tác hại lớn cho nền kinh tế. Hôm 5 tháng 4, Thủ tướng Yoshihiko Noda và ba bộ trưởng đã bàn việc tái khởi động lò phản ứng số 3 và 4 tại nhà máy điện hạt nhân Ohi ở Fukui, miền Tây Nhật Bản. Bộ trưởng Thương mại Yukio Adano chịu trách nhiệm về năng lượng sẽ đến Fuji vào Chủ nhật để thuyết phục địa phương chấp nhận. Hôm 3 tháng 4, Thủ tướng Noda đã ra lệnh biên soạn các tiêu chuẩn an toàn hạt nhân từ tai nạn Fukushima để thuyết phục dư luận. Dù sao, sự cần thiết của nhà máy điện hạt nhân sẽ trở thành đề tài chính trong cuộc bầu cử vào mùa hè này. Nhật Bản và Anh Quốc sẽ hợp tác sản xuất vũ khí. Nhật báo Mainichi số ra ngày 4 tháng 4 cho biết, Nhật Bản và Anh Quốc sẽ hợp tác phát triển vũ khí sau khi Đông Kinh nới lỏng việc cấm xuất khẩu thiết bị quân sự hồi tháng 12 năm 2011. Quyết định của Đông Kinh đã mở ra thị trường mới cho nhà thầu quốc phòng Nhật Bản. Thủ tướng Yoshihiko Noda và người đồng nhiệm David Cameron sẽ chính thức thỏa thuận tại Đông Kinh vào 10 tháng 4 và hai nước có một năm để quyết định loại thiết bị nào được hợp tác phát triển. Úc Đại Lợi và Pháp Quốc cũng muốn liên doanh phát triển thiết bị quân sự với Nhật Bản. Điều chỉnh Hiến pháp năm 1947 của Nhật Bản cấm tuyên chiến và sử dụng vũ lực để giải quyết tranh chấp quốc tế. Bộ Quốc phòng Nhật gồm có 3 cục phòng vệ bộ binh, không quân, hải quân.
Theo đà biến đổi tình hình, Nhật Bản đã ký hiệp ước an ninh với Úc năm 2007 và Ấn Độ 2008. Nhật Bản được gia nhập Liên Hiệp Quốc từ năm 1956 và phục vụ 19 năm tại Hội đồng Bảo an với tư cách hội viên không chính thức. Nhật Bản cùng với Ấn Độ, Ba Tây, Nam Phi đang vận động tư cách hội viên chính thức tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nên cần tu chính hiến pháp để có mối quan hệ đa dạng hơn. Tin Bắc Phi, Hoa Kỳ đặt cọc vào huynh đệ Hồi giáo. Bản thăm dò dư luận cho cuộc bầu cử tổng thống Ai Cập vào tháng tới ghi nhận ứng viên Amr Moussa, cựu ngoại trưởng trong chính quyền Mubarak, dẫn đầu với 33%, vốn công khai thách đố Israel với vai trò của Hoa Kỳ tại Trung Đông. Ứng viên Hezer Ismail của Salafi, chủ trương áp dụng chế độ thần quyền, như Iran chiếm 22% so với 12% của hai ứng viên thuộc nhóm khóa kích trong huynh đệ Hồi giáo. Bản thăm dò cũng cho biết 58% cử tri đoàn ưa chuộng ứng viên Hồi giáo, nên Ismail có thể thắng lợi vòng chung kết. Phe quân đội dự trù đưa Omar Suleiman, người cầm đầu ngành tình báo của Tổng thống Hosni Mubarak, ra tranh cử để làm giảm ảnh hưởng của huynh đệ Hồi giáo. Do đó, Tòa đại sứ Hoa Kỳ hoan nghênh sự đảo ngược quyết định không tham gia tranh cử chức Tổng thống của huynh đệ Hồi giáo. Nhà tài chính triệu phú 62 tuổi Karak Al-Sater được huynh đệ Hồi giáo đẩy vào vòng đua vào giờ chót với hy vọng ngăn bước tiến của Salafi và phục hồi nền kinh tế rệu rạ của Ai Cập. Sater từng đấu tranh chống tất cả các nhà độc tài và bị bỏ tù 10 lần. Dư luận e ngại huynh đệ Hồi giáo trở nên độc quyền vì nắm cả hành pháp lẫn lập pháp. Kính thưa quý vị, vừa rồi là những điểm tin nổi bật trên thế giới. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Bạn Lý xin kính chào. Và sau cùng là bản tin sinh hoạt cộng đồng về lễ bế giảng khóa tĩnh tâm Thánh Đinh Mùa Chay vào ngày 25 tháng 3 năm 2012 tại Giáo xứ Đức Mẹ Mân Côi, thành phố Greenville, South Carolina, do nhóm phóng viên SBTN South Carolina thực hiện. Vị. Hôm nay ngày 25 tháng 3 năm 2012, Giáo xứ Đức Mẹ Mân Côi Greenville, South Carolina đã cử hành lễ bế mạc khóa tĩnh tâm Thánh Linh Mùa Chay 2012. Hơn 400 tham dự viên đến từ South Carolina và 10 tiểu bang khác tại Hoa Kỳ. Khóa tĩnh tâm này với chủ đề Anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng, kéo dài trong 3 ngày 23, 24 và 25 tháng 12 năm 2012. Mục đích của khóa tĩnh tâm để giúp chuẩn bị tâm hồn đón mừng đại lễ Chúa Kitô phục sinh. Trong 3 ngày tĩnh tâm, các tham dự viên đã được linh mục Bùi Công Minh và nhóm thánh linh đến từ California và linh mục quản nhiệm hướng dẫn đầy nhiệt thành qua 8 đề tài khác nhau, từ tình yêu và lòng thương xót của Chúa đến quyền năng và ân sủng của Chúa Thánh Thần, từ cảm nghiệm tình mẹ Maria đến mục đích sống của người Kitô hữu. Qua 3 ngày tĩnh tâm, các tham dự viên được dịp chia sẻ với nhau những ân lành họ đã nhận được qua quyền năng ân sủng của Chúa Thánh Thần. Trong những ngày qua, mọi người thấy hạnh phúc không? Vì chúng ta thấy rằng cha học cũng như anh chị em ở đây là cho chúng ta một bát nước đầy. Nhờ đó, họ sống sốt sắng hơn và vững bền hơn trong đức tin. Ngoài ra, mỗi người đều lãnh nhận một lời Chúa trích trong Kinh Thánh để canh tân mình trong mùa chay. Linh mục phụ trách khóa tĩnh tâm cũng chia sẻ niềm vui của ngài như sau. Tôi rất là vui mừng khi về ở Greenville này. Mặc dầu Greenville là một cái thành phố rất là nhỏ, nhưng mà qua cái cuộc tĩnh tâm này, không phải chỉ ở tại thành phố này, tất cả mọi người ở khắp mọi nơi, đến từ San Francisco, California, đến từ New Orleans, đến từ Boston, rồi Georgia, Atlanta, Florida, qua đây mặc dầu nó nhỏ nhưng quy tụ được rất nhiều người về đây để có cái cuộc tĩnh tâm thánh linh này, để sưởi ấm lại cái lửa của Chúa Thánh Thần trong trái tim của mỗi người. Những hình ảnh vui tươi hớn hở của các tham dự viên chúng tôi ghi lại đây trong ngày bế mạc hôm nay có lẽ cũng nói lên phần nào thành công của khóa tĩnh tâm. Chúng tôi cũng rất cảm ơn sự hy sinh của cha Bùi Công Minh và phái đoàn của cha từ California qua đây để hướng dẫn buổi tĩnh tâm của chúng tôi trong 3 ngày này thật là sốt sắng, cũng như quý vị từ các tiểu bang khác đã về đây để cùng chúng tôi tham dự buổi chay thánh
thật là một điều vinh dự cho cộng đoàn nhỏ bé của chúng tôi đã được tiếp đãi gần 500 người đã đến đây hôm nay trong một tuần này để chuẩn bị đón mừng ngày Chúa Phục Sinh. Vi Vân, tường trình từ Greenville, South Carolina, xin cảm ơn và xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, đến đây chương trình phát hình của bản tin qua tình đốn xin được chấm dứt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kính chúc quý vị những giờ phút còn lại của ngày hôm nay thật an lành và hạnh phúc. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ phát hình lần tới.